Mời bạn theo dõi bộ truyện báo ân cái đầu ngươi của tác giả sữa chua be be. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 40, Văn Khúc Tinh Quân Hứa tiên trong lòng bất an, song Dương Tiền hồn nhiên không phát hiện, lôi kéo hứa tiên hưng phấn nói, hứa tiên, chúng ta đi đâu chơi thì tốt đây. Người muốn đi đâu, hứa tiên có chút không yên lòng hỏi. Chỗ nào chơi vui ý, Dương Tiền nhích tới gần hứa tiên, chớp đôi mắt to xinh đẹp nói, đi Tây Hồ, thế nào? Hứa tiên trong lòng nhớ Bạch Tố Trinh, nhưng Dương Thiền cứ lôi kéo nàng, nàng căn bản tránh không được. Dương Thiền này là quyết tâm không để nàng rời đi đây mà. Tây Hồ, Dương Thiền nghe xong cau mày, hừ một tiếng, ta biết ngươi muốn đi gặp tướng công của ngươi chứ gì. Không cho phép đi. Hứa tiên đón gió rơi lệ, đầu óc Dương Thiền này rốt cuộc là làm sao lớn lên. Làm sao lại lệch nàng như vậy, không kịp nói gì, đã cảm thấy lực trên tay gia tăng, sau đó cả người bay lên. a à, hứa tiên kinh hô một tiếng, người đã bị Dương Thiền kéo tới không chung, nhưng không giống với cảm giác Bạch Tố Trinh mang theo nàng bay. Dưới chân mềm mại, hình như dẫm phải cái gì, cúi đầu lại thấy một đám mây phấn hồng, rất là xinh đẹp. Thế nào, tường vân của ta đẹp mắt không? Là mẹ tặng cho ta đó. Dương Thiền thấy bộ dáng hứa tiên kinh ngạc đắc y nói, tiếp theo lại vội vàng bổ sung, người sau này học xong thuật đằng vân cũng có thể đáp mây bay lượn. Đến lúc đó ta kêu nhị ca đưa tường vân xinh đẹp cho ngươi. À, không cần đâu, đối mặt với Dương Tiền nhiệt tình như vậy, hứa tiên có chút mất tự nhiên. Không có việc gì, nhị ca dù sao cũng rất rãnh rỗi. Dương Tiền không cho là gì khoát tay. Hứa tiên không biết nói cái gì cho phải. Dương Tiền cứu nàng, nàng rất cảm kích, nhưng Dương Tiền đối với nàng tốt như vậy lại làm cho nàng nghi ngờ mình dường như không có mị lực lớn như thế đâu mà lúc này đây xuất hiện ở trấn giang nhị lang thần hung hăng hắt hơi một cái hắn khẽ nhíu mày ngừng lại sau đó nhìn trời không nhanh không chậm nhỏ giọng nói là ai đang nhớ bổn thần đây dừng một chút mới phiền muộn tiếp tục than thở đời người a cao xử bất thắng hàn chỗ cao thường có gió lớn ý chỉ những gì tốt đẹp quá cũng sinh ra phiền phức quá anh tuấn tiêu sái cũng là tội lỗi a xô ca này từ quá mức thành tự kỳ luôn ngoài mũ mũ. Nhị lang thần than thở xong, lúc này mới tiếp tục bay về hướng địa chỉ hứa tiên nói. Vừa nghĩ tới những lời hứa tiên nói lúc trước, tâm tình hắn trong phút chốc liền khinh vũ phi dương phấn chấn khoan khoái. Nếu như hứa tiên giờ phút này nghe được nhị lang thần lầm bầm lầu bầu, lại biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng con người cũng muốn rơi ra cho xem. Nhị lang thần không phí chút khí lực nào liền tìm được nhà hứa tiên, đáp xuống, Tiểu Thanh thấy hắn liền mở to mắt, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, không thể tin lắp bắp nói, nhị lang chân quân. Chấm ngoặc kép, nhị lang thần nhàn nhạt, nhạt liếc mắt Tiểu Thanh, nói cái tiểu bạch xà kia đâu. Nói cho hắn biết một tiếng, hứa tiên bình an vô sự, nói xong không đợi Tiểu Thanh có bất kỳ phản ứng gì, không nhìn lại Tiểu Thanh một cái xoay người rời đi, chờ Tiểu Thanh lấy lại tinh thần thì đâu còn bóng dáng nhị lang thần nữa. Cái tên mới vừa rồi là nhị lang thần sao? Giọng ngao thanh truyền đến từ trong góc, tràn đầy là kinh ngạc. Cha ta nói nhị lang thần có ba con mắt, nếu mới vừa rồi trên chán người nọ thật sự có thêm con mắt thứ ba, vậy thì hẳn là nhị lang thần rồi. Tiểu dết ở bên cạnh rất khẳng định nói. Ngu ngốc, trọng điểm không phải là cái này, ngao thanh mắng. Vậy trọng điểm là cái gì? Tiểu dết rất khiêm tốn hỏi. Trọng điểm là nhị lang thần làm sao lại tới đây nói những lời đó, chẳng lẽ sư phụ đang ở trong tay hắn? ngao thanh cao mày suy đoán a à, vậy làm sao bây giờ tiểu dết la hoảng lên tiểu thanh lúc này đã lấy lại tinh thần vội vàng đi tìm bạch tố trinh bạch tố trinh nghe tiểu thanh nói xong cau chặt chân mày đại ca huynh nói nhị lang chân quân là có ý gì đây hứa tiên thật đam ở cạnh hắn sao tiểu thanh thấp thỏm trong lòng càng thêm nghi ngờ chính là thực lực cùng địa vị nhị lang chân quân tam giới không người nào không biết không người nào không hiểu Hứa Tiên là một người phàm làm sao lại cùng Nhị Lang Chân Quân có quan hệ chứ? Nhị Lang Chân Quân cũng không thể làm khó người phàm a. À? Nếu theo như pháp hải nói, Hứa Tiên không có việc gì, vậy chẳng nhẽ là do Nhị Lang Chân Quân cứu Hứa Tiên? Được rồi, thuận tay cứu cũng không phải là không có khả năng, vậy Hứa Tiên cũng nên trở lại chứ. Song bây giờ Nhị Lang Chân Quân lại chỉ một mình tới truyền lời. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu Thanh nghĩ muốn bể đầu cũng không hiểu được. Bạch Tố Trinh chợt đứng lên, trầm mặt muốn đi ra ngoài. Đại ca, huynh muốn đi đâu? Tiểu Thanh vội vàng hỏi. Tìm nhị lang thần, Bạch Tố Trinh trầm giọng trả lời. Đại ca, đừng hấp tấp, để thấy nhị lang chân quân hẳn là không có ác ý gì, huynh ngàn vạn lần không nên. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh biết địa vị hứa tiên ở trong lòng Bạch Tố Trinh, sợ hắn vừa kích động liền làm ra hành động không lý trí với nhị lang chân quân, đến lúc đó thì phiền toái rồi ta tự có chừng mực bạch tố trinh bình tĩnh trả lời sau đó liền tung người bay về hướng miếu thờ nhị lang thần tiểu thanh vội vàng theo sau đến miếu thờ nhị lang thần bạch tố trinh đứng ở trước bức tượng hướng tượng chắp tay mới nói nhị lang chân quân tại hạ bạch tố trinh có việc cầu kiến tiểu thanh cũng đáp xuống phía sau bạch tố trinh có chút cẩn trọng nhìn tượng nhị lang thần bạch tố trinh nói một lúc lâu pho tượng cũng không có bất kỳ phản ứng nào bạch tố trinh nhẫn nại đợi Tiểu Thanh đứng ở phía sau muốn nói lại thôi, trong lòng thấp thỏm bất an. Lại qua thật lâu, trong miếu thờ hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Tố Trinh khẽ cau mày, tiếp tục trầm giọng nói, nhị lang chân quân, tại hạ Bạch Tố Trinh có việc muốn nhờ. Trong miếu thờ vẫn im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Khóe mắt Tiểu Thanh nhìn chán Bạch Tố Trinh dần dần nổi lên gân xanh, nuốt nuốt nước miếng, Tiểu Tâm rực rực cẩn thận từng tí nhích tới gần Bạch Tố Trinh, thấp giọng nói, đại ca, nhị lang chân quân giờ phút này có lẽ không có ở đây. Bạch Tố Trinh không nói gì, chẳng qua trong nháy mắt tiểu thanh cảm thấy không khí chung quanh đè nén đến mức dùng mình. Nhị lang chân quân, giọng Bạch Tố Trinh lạnh như băng. Lần này, pho tượng rốt cục có phản ứng rồi, một đạo bạch quang hiện lên, nhị lang thần vẻ mặt lạnh nhạt, một thân chiến giáp màu bạc xuất hiện, đứng ở chỗ cao nhìn xuống Bạch Tố Trinh cùng tiểu thanh. Bài kiến nhị lang chân quân, tiểu thanh chắp tay nói. Nhị lang chân quân, Bạch Tố Trinh cũng chắp tay hành lễ. Nhị lang thần khẽ híp mắt, nhìn về phía Bạch Tố Trinh, thong thả nói, ngươi chính là tướng công của hứa tiên. Phải, Bạch Tố Trinh gật đầu. Thật yếu, nhị lang thần lạnh lùng phun ra hai chữ. Tiểu thanh nuốt nước miếng ửng ực, khóe mắt sư quang thấy rất rõ ràng gân xanh trên trán Bạch Tố Trinh nổi lên thêm mấy phần. Tiểu thanh ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, nhị lang chân quân, mặc dù lời ngài nói là nói thật, nhưng cũng không cần thiết phải nói ra chứ, ngài bản thân trong lòng tự biết là được rồi. Xin hỏi nhị lang chân quân có biết tung tích của nương tử ta hứa tiên ở đâu không? Nếu như chân quân biết, mong chỉ cho ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Bạch tố trinh tính tình nhẫn nại hỏi. Bổn thần biết, nhị lang thần thản nhiên nói. Bạch tố trinh trầm mặc nhìn nhị lang thần, chờ hắn nói tiếp. Nhị lang thần ngừng một chút nói, biết thì biết, nhưng vấn đề là bổn thần tại sao phải nói cho ngươi biết. Tiểu Thanh thiếu chút nữa ngã xuống đất, Nhị Lang thần vừa trả lời cái gì vậy a? À? Chán Bạch Tố Trinh gân xanh giật giật, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, "Hứa Tiên là nương tử ta, mong Nhị Lang chân quân chỉ điểm. Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu." Nhị Lang thần khẽ nhíu mi, ác liệt đáp một câu như vậy. Miếu thở trong nháy mắt cuồng phong bạo vũ mưa to gió lớn, nổi lên, Tiểu Thanh thấy hai người Dương cung bạt kiếm, đứng trong gió rối rắm rồi. Bạch Tố Trinh tay đè trên bảo kiếm bên hông, mắt lạnh nhìn nhị lang thần, chuẩn bị động thủ, tiểu thanh tay mắt lanh lẹ nhào tới ôm hông Bạch Tố Trinh, cuống quyết sống lên, đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh a. À. Bọn họ cũng không phải là đối thủ của nhị lang thần đâu. Nhị lang thần có chút hăng hái nhìn cử động của Bạch Tố Trinh, khóe miệng khẽ câu lên mỉm cười, người tiểu bạch xà này lá gan thật không nhỏ nha. Tiểu thanh chợt cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, Hắn biết nếu có tăng thêm 10 người như hắn cũng tuyệt không phải là đối thủ của Nhị Lang Thần. Nếu y giờ phút này muốn mạng của bọn hắn, thật dễ dàng chờ bàn tay. Bạch Tố trinh mắt lạnh nhìn Nhị Lang Thần, không nói lời nào. "Như vậy đi, nếu ngươi có thể thương tổn được ta, cho dù là một chút, ta liền dẫn ngươi đi gặp Hứa Tiên." Trên mặt Nhị Lang Thần hiện lên nụ cười, ý vị thâm trường. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng không có chú ý tới nhị lang thần vốn tự xưng từ bổn thần bây giờ lại biến thành ta. Dứt lời, sắc mặt Tiểu Thanh thay đổi, điều này sao có thể a? À? Mặc dù đại ca rất mạnh, nhưng đại ca trung quy còn chưa tu luyện thành chính quả, chỉ là một xà yêu cường đại mà thôi. Còn nhị lang thần lại là thần tiên uy chấn tam giới. Được, Bạch Tố Trinh vẻ mặt chấn định đơn giản trả lời. Đến đi, nhị lang thần nói xong cũng bay lên trời, Bạch Tố Trinh không nói hai lời đi theo phía sau, Tiểu Thanh tất nhiên cũng theo sát sau đó. Lúc này, hứa tiên bị Dương Thiền lôi kéo bay ở trên trời, nhìn qua nhìn lại, chỗ nào cũng là mây trắng, thỉnh thoảng có tiên hạc bay qua. Đang lúc hứa tiên chóng mặt nhìn chung quanh đâu đâu cũng là mây trắng, thì Dương Thiền lại cao hứng chào hỏi cùng người đối diện đang cưỡi mây vân bay tới, đứng trên đám mây là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh. Tiểu Dương Thiền, đang đi đâu đấy? nam tử mặc trường bào xanh khiến cho người ta có cảm giác ồn hòa lịch sự, giọng nói trong trẻo làm cho người ta thoải mái, mỉm cười thiện ý làm cho người ta giống như tắm qua gió xuân. Đang lúc hứa tiên nghi ngờ đây là thần tiên nơi nào, thì Dương Tiền một câu nói làm cho nàng như bị sét đánh. Văn khúc tinh quân, huynh khỏe không? Muội mang bằng hữu đi dạo một chút y mà. Dương Tiền cười ha hả trả lời. Cái gì? Văn khúc tinh quân, hứa tiên hóa đá nam tử tuấn tú trước mắt này lại là văn khúc tinh quân. chương 41, lòng tốt của nhị lang thần. Hứa tiên nhìn nam tử trẻ tuổi ôn nhuận như ngọc trước mắt, trong lòng phức tạp. Trong nguyên tác vị này chính là người đầu thai thành nhi tử của hứa tiên A. Hiện tại cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng. Thời điểm hứa tiên đánh giá văn khúc tinh quân, văn khúc tinh quân cũng đánh giá hứa tiên. Sau khi văn khúc tinh quân đánh giá rõ ràng hứa tiên, hơi sửng sờ, phàm nhân. Ừ, hứa tiên vẫn còn đang tu luyện dương thiền thay hứa tiên trả lời là như vậy à văn khúc tinh quân gật đầu ánh mắt cũng không rời khỏi người hứa tiên văn khúc tinh quân chúng ta đi nha ta mang hứa tiên đi chơi đã dương thiền lôi kéo hứa tiên hướng văn khúc tinh quân nói nga được văn khúc tinh quân tựa hồ có chút không yên lòng thuận miệng đáp xong mới kịp phản ứng dương thiền nói muốn đi vội vàng mở miệng bảo Tiểu Dương Thiền có muốn tới Thiên Quyền Cung của ta chơi hay không? Chỗ của huynh làm gì có cái gì để chơi chứ? Toàn sách là sách. Dương Thiền vỉnh miệng lên không vui nói. Hứa Tiên đụng phải ánh mắt trương cầu của Văn Khúc Tinh Quân. Ánh mắt như vậy. Mấy ngày trước Văn xương Tinh có đưa ta mấy bình rượu ủ hoa đào, ta vẫn còn để ở đấy, không đi nếm thử sao? Văn Khúc Tinh Quân khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười hỏi. Là loại rượu hoa đào lần trước ta uống sao? dương thiền vừa nghe liền hăng hái cao hứng hỏi đương nhiên rồi văn khúc tinh quân cười ôn thuận tao nhã nhẹ nhàng gật đầu được được dương thiền gật đầu xoay người nói với hứa tiên hứa tiên đi chúng ta đi uống rượu hoa đào đi mùi vị ngon lắm đó này không tốt lắm đâu vẫn im lặng hứa tiên có chút không tự nhiên nói không biết tại sao cảm giác cảm thấy ánh mắt văn khúc tinh quân nhìn nàng có chút kỳ quái trong ánh mắt tựa hồ bao hàm ý tứ gì khác, nhưng nàng lại không nói ra được rốt cuộc là có ý gì. Không sao cả, cùng đi đi, văn khúc tinh quân mỉm cười mở miệng. Ta đã nói là có thể mà, văn khúc tinh quân mới không giống thái thượng lão quân keo kiệt như vậy đâu. Dương tiền đắc y nâng cầm lên nói. Thái thượng lão quân keo kiệt, hứa tiên chớp mắt, suy nghĩ một chút, đan thái thượng lão quân luyện đều rất quý giá, chẳng lẽ Dương tiền từng xin lão kim đan, thái thượng lão quân không cho, cho nên mới nói lão keo kiệt. Nếu như vậy, thì xem như là có nguyên do rồi. Như vậy, tiểu Dương Thiền, ừm, cùng đi đi, văn khúc tinh quân gọi Dương Thiền, lại tựa hồ như do dự có nên gọi hứa tiên hay không, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mơ hồ cho qua. Dương Thiền lôi kéo hứa tiên cưỡi mây hồng của nàng đi theo phía sau văn khúc tinh quân, dọc theo đường đi díu dít cùng hứa tiên nói không ngừng ánh mắt hứa tiên từ đầu tới cuối vẫn rơi vào trên người văn khúc tinh quân phía trước cảm giác cảm thấy thái độ văn khúc tinh quân có chút kỳ quái văn khúc tinh quân mang theo dương thiền cùng hứa tiên đi tới thiên quyền cung nơi hắn ở hứa tiên đánh giá cung điện u tĩnh u nhã tĩnh mịch này phía ngoài trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo ở hai bên cung điện là rừng trúc xanh um tùm xanh tới sắp nhỏ ra nước rồi phía trước viện có một bể cá khổng lồ bên trong có mấy con cá chép đuôi màu đỏ vui thích bơi lội dương thiền buông hứa tiên ra chạy đến trước bể cá nghịch ngợm vươn tay khuấy đảo bên trong cho đến khi đem nước bên trong xoáy xoáy cá chép bị khuấy cho đầu óc choáng váng lúc này mới dừng tay văn khúc tinh quân bất đắc dĩ nhìn một màn này hứa tiên không tự nhiên đứng ở bên cạnh nhìn nàng thật sự không biết cùng người bên cạnh nói cái gì cho phải chúng ta đi vào trước đi văn khúc tinh quân mở miệng trước à hứa tiên đờ đẫn trả lời Văn khúc tinh quân đi ở phía trước, mang theo Hứa Tiên vào điện. Dương Thiền còn ở đằng kia nhìn cá chép trong hồ cười khúc khích. Vào điện, Văn khúc tinh quân cười cười, người ngồi trước đi, ta cho người châm trà. À, không cần khách khí, là ta quấy giày. Hứa Tiên lắc đầu, không quấy giày. Văn khúc tinh quân cũng lắc đầu, nơi này chỉ có một mình ta, ta đi châm trà xong sẽ quay lại. Nói xong, Văn khúc tinh quân liền đi vào bên trong hứa tiên một mình ngồi trong đại điện, nhìn chung quanh. Chung quanh một mảnh bạch ngọc, vách tường cùng đồ dùng dường như đều làm bằng ngọc thạch màu trắng. Trên vách tường treo một vài bức tranh tùy mặc phong cách đơn giản, góc tường bày biện một vài chậu cây. Bố cục đều cực kỳ đơn giản. Qua một hồi, Dương Thiền đầu đầy mồ hôi chạy vào, đặt mông ngồi ở bên cạnh hứa tiên nói, hứa tiên, văn khúc tinh quân đâu. Đi châm trà rồi, người đùa thế nào mà đầu đầy mồ hôi vậy, có mệt hay không? hứa tiên móc khăn tay mang trên người mình ra giúp Dương Tiền lau mồ hôi trên chán. Không mệt, Dương Tiền cũng rất hưởng thụ hứa tiên phục vụ, hít mắt thích ý trả lời. Một màn này rơi vào trong mắt Văn Khúc Tinh Quân đang bưng trà tiến vào. Văn Khúc Tinh Quân dừng lại cước bộ, chăm chú nhìn một màn này, trong mắt lóe lên ánh sáng. Văn Khúc Tinh Quân, rượu hoa đào của ta đâu? Dương Tiền thấy Văn Khúc Tinh Quân ở đó ngẩn người, nhảy chân sáo đi qua lại thấy trong tay hắn chính là trà mà không phải rượu hoa đào, liền bất mãn hỏi. Bây giờ đi lấy cho muội văn khúc tinh quân mình cười đem trà đặt bên cạnh hứa tiên, lúc này mới xoay người đi lấy rượu hoa đào. Hứa tiên, người uống trà này đi, ngon lắm đó. Dương Thiền chỉ vào trà văn khúc tinh quân vừa bưng lên nói. Hứa tiên gật đầu, nâng chung trà lên nhìn, bên trong nước trà màu xanh nhàn nhạt, nhạt, tản ra một cỗ mùi vị thơm ngát, nhấp một miếng chỉ cảm thấy giữa răng môi đều là hương thơm, mà một cỗ nhiệt lưu từ môi tràn đầy hướng đến tư chi. Quả nhiên là trà ngon, hứa tiên khen ngợi, dương thiền ừ hừ, cũng bưng trà nhấp một hớp liền thấp sóng hô lên, văn khúc tinh quân này, trà hôm nay so với mọi hôm đều ngon hơn rất nhiều. Thì ra trước giờ vẫn giấu đồ tốt như thế. Không đợi hứa tiên suy nghĩ kỹ, văn khúc tinh quân đã bưng một cái khay tinh xảo xuất hiện, phía trên có ba bình rượu cùng hai chiếc chén bạch ngọc, Dương Tiền vừa nhìn thấy chai rượu, liền quên mất oán trách mới vừa rồi, mấy bước tiến lên nhận lấy cái khay trong tay văn khúc tinh quân, hết sức phấn khởi ngồi trở lại, mở chai rượu rót ra hai chén, một chén đưa cho hứa tiên, hứa tiên, mau nếm thử, uống rất ngon đó. Nói xong, tự mình cũng ứng ực đem chén bạch ngọc của mình uống cạn. Hứa tiên nhìn một chút chén rượu trong tay, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vui vẻ ấm áp của văn khúc tinh quân bên cạnh, có chút do dự. Không sao đâu, uống đi có điều bây giờ ngươi thân là người phàm nên uống ít thôi. văn khúc tinh quân mỉm cười gật đầu nói. hứa tiên ngượng ngùng đáp lời bưng chén rượu lên miệng nhấp nhưng một nhấp này cũng không thể ngừng lại được. mùi thơm hoa đào nhàn nhạt, nhạt làm cho người ta mê say ngọt mà không nồng đậm một chút mùi rượu liền làm cho hứa tiên thích dương tiền thấy hứa tiên uống xong lại rót cho nàng thêm một chén đầy sau đó mới rót cho mình đến cuối cùng hai người cứ như vậy ngươi một chén ta một chén uống cạn cũng đem văn khúc tinh quân vứt qua một bên. Văn khúc tinh quân nhìn khuôn mặt hai người dần dần phiếm hồng, bất đắc dĩ cười cười, nhưng không có ngăn cản hành động hai người. Cho nên cuối cùng hai người uống đến hôn mê, gục xuống bàn bất động. Uống thật ngon, chấm ngoặc kép, Dương Tiền còn đang nói thầm. Mà hứa tiên lại ngủ thật say. Trong mơ hồ, hình như có người nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, bên tai còn có người thấp giọng lẩm bẩm nói, lần này đến lượt ta bảo vệ nàng chấm ngoặc kép, giọng nói thật ấm áp, thậm chí còn có chút quen thuộc. Là mình nằm mơ sao, hứa tiên mơ mơ màng màng nghĩ, tiếp theo ý thức càng mơ hồ. Màn đêm buông xuống, nhị lang thần đã tìm tới cửa, nhận người. Văn khúc tinh quân, thật là ngại, tiểu muội ta lại khiến ngươi thêm phiền toái. Nhị lang thần hơi áy náy nói, song giữa lông mày lại không che giấu được chút cao hứng. Nhị lang thần hôm nay chẳng lẽ có chuyện gì vui sao? Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười hỏi, hắn dĩ nhiên là nhìn ra Nhị Lang Thần giờ phút này tâm tình rất tốt. "Ha ha, có rõ ràng như vậy không?" Nhị Lang Thần cười lên, "Không sai, hôm nay đúng là gặp được chuyện vui để chơi." "Nga?" Văn Khúc Tinh Quân nghi hoặc nhìn Nhị Lang Thần. "Ngày mai còn tiếp tục." Nhị Lang Thần cười hắc hắc, nhưng không nói ra đến tột cùng là chuyện gì. Tiểu Dương Tiền cũng nên tỉnh rồi, nhưng là cùng nàng còn có chấm ngoặc kép văn khúc tinh quân thấy nhị lang thần không nói rốt cuộc là chuyện gì cũng không hỏi tới nữa mà là nói đến chuyện dương thiền người nói hứa tiên à không có gì ta mang cùng đi luôn nhị lang thần cười trả lời không có hứa tiên làm sao còn đánh bay tiểu bạch xà kia được nữa bất qua nói trở lại cái tiểu bạch xà kia rất hợp khẩu vị của mình à đánh nhau với hắn nhiều chút cũng không tồi không đúng là dạy dỗ hắn thêm chút ha 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 TNN, biến thái A à nhưng mà đáng yêu he he. Được rồi, văn khúc tinh quân gật đầu, đáy mắt lại hiện lên vẻ không hài lòng. Nhị lang thần đánh thức Dương Tiền, hứa tiên nhưng gọi làm sao cũng không tỉnh. Một tay ôm lấy Dương Tiền, một bên cõng hứa tiên trên lưng, nói lời từ biệt với văn khúc tinh quân, rồi ba người rời đi. Văn khúc tinh quân đứng ở cửa đại điện đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn họ biến mất lúc này mới xoay người trở lại. Núi Thanh Thành, Tiểu Thanh to mày nhìn Bạch Tố Trinh một thân bị đả thương, trong lòng tức giận bất bình. Ở hắn xem thì thấy thế nào cũng rõ ràng là Nhị Lang thần khi dễ người. Hạ thủ không chút lưu tình, Bạch Tố Trinh bị gãy mất ba cái xương sườn, ngoại thương càng không cần phải nói. Trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng toàn là máu bầm, Tiểu Thanh trong lòng đau đớn, Nhị Lang thần chính là không thích bộ dạng đại ca lớn lên xinh đẹp nên mới hướng toàn bộ lên mặt đại ca mà chào hỏi, đây mà lời của tác giả tiểu thanh ngươi thật là biết rõ chân tướng tnn đẹp cũng là một cái tội a à khổ thân bạch ca nhưng vụ này e đành phải vì sắc quên nghĩa rồi tt sơ di ca ca sao thẻ ninh bạch tố trinh nhắm mắt chữa thương mặt không chút thay đổi không biết đang suy nghĩ gì đại ca nhị lang thần là có ý gì đây hắn nhất định là đem chúng ta ra đùa giỡn đúng không tiểu thanh nghiến răng mở miệng bạch tố trinh vẫn trầm mặc như trước không có mở mắt nếu không chúng ta tìm quan âm đại sĩ đi, xin hắn hỗ trợ. Tiểu Thanh suy tư nói ra đề nghị của mình. Vô dụng thôi, Bạch Tố Trinh rốt cục lạnh giọng mở miệng, nhưng không mở mắt, thản nhiên nói, với tính tình nhị lang thần sẽ không để ý đến quan âm đâu. Tiểu Thanh sừng sốt, không rõ khâu khí đại ca tại sao chắc chắn như vậy, thật giống như rất hiểu nhị lang thần. Hiểu nhị lang thần, Tiểu Thanh bị ý nghĩ này của mình hù đến khẽ run rẩy. Kia, chẳng lẽ ngày mai còn muốn đi gặp nhị lang thần? Chấm ngoặc kép, chữ đánh, phía sau tiểu thanh lý trí ngừng lại không nói ra. Nhớ tới hôm nay nhị lang thần cuối cùng đem đại ca đánh đến nỗi không bò dậy nổi nữa rồi mới bỏ lại một câu ngày mai tiếp tục, tiểu thanh đã cảm thấy vô cùng hắc ám. Đi, bạch tố trinh mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy, tiểu thanh tựa hồ không nhìn ra, nhị lang thần từ lúc bắt đầu đơn thuần tàn bạo càng về sau lại biến thành chỉ điểm. Mặc dù phương thức chỉ điểm này rất thô bảo, nhưng quả thật đối với tu luyện của hắn có giúp ích. Có điều, đại ca đệ vẫn không hiểu nhị lang thần làm sao lại biết hứa tiên đang ở đâu, tại sao lại có quan hệ cùng hứa tiên. Tiểu thanh vào đầu, rất là khó hiểu. Nàng không có chuyện gì, Bạch Tố Trinh rất khẳng định điểm này, ngừng một chút rồi nói, ta sẽ khiến nhị lang thần tự mình nói cho ta biết. Tiểu thanh trầm mặc trong lòng phức tạp. Bạch Tố Trinh một lần nữa nhắm mắt, tiếp tục chữa thương. Khi hứa tiên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở chỗ của Dương Tiền, một gian nhà gỗ nhỏ, tỏa lạc trong một rừng trúc u tĩnh. Hứa tiên, người rốt cục tỉnh rồi. Hứa tiên vừa quay đầu liền thấy Dương Tiền chống cầm tựa vào bên giường vẻ mặt cao hứng. Dương Tiền, chấm ngoặc kép, hứa tiên còn có chút mơ hồ, ngồi dậy. Thật nhàm chán a, à, nhị ca vừa cùng tiểu bạch xà đi chơi rồi. Chúng ta cũng đi chơi đi. Dương Tiền rũi lưng một cái, chán muốn chết nói. Tiểu bạch xà, hứa tiên trong nháy mắt thanh tỉnh, là nói tiểu bạch sao, nhị lang thần tìm hắn chơi. Hứa tiên cũng không cảm thấy cái từ chơi, này là đơn thuần giống như Dương Tiền tìm mình đi chơi. Dương Tiền, mang ta đi xem có được hay không? Hứa tiên khẩu khí thương lượng nói. Không được, đánh tới đánh lui có cái gì đẹp mắt chứ? Dương Tiền một câu cự tuyệt. Lời này hứa tiên nghe tới sợ hết hồn hết vía, nàng rốt cuộc biết lúc trước trong lòng mình không an tâm là chuyện gì nhị lang thần cường đại như vậy cùng tiểu bạch đánh nhau, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra kết quả. Dương Thiền, mang ta đi, nếu không ta sẽ không để ý ngươi nữa. Hứa tiên lần đầu tiên khẩu khí nghiêm túc như vậy nói chuyện với Dương Thiền. Dương Thiền sững sốt, sau đó hung hăng dậm chân, cái bạch xà kia có cái gì tốt chứ? Trong lòng ta hắn chính là tốt nhất, hứa tiên rất chân thành trả lời. Dương Thiền cắn môi không nói, hứa tiên gấp gáp, đang muốn nói tiếp, thì Dương Tiền lại tức giận nói, được rồi, ta sợ ngươi. Ta không mang theo ngươi đi xem, bất quá ta có thể đi mượn bảo kính, để ngươi xem một chút qua bảo kính. Không cho phép đòi hỏi nữa, cứ như vậy. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 42, ta tin tưởng huynh. Hứa tiên nhìn bộ dạng Dương Tiền chấp nhất, vô cùng câm nín. Trong nhận thức trước kia nàng biết, Tam Thánh Mẫu hẳn là ôn nhu chu đáo, tế thế cứu nhân hiền hòa độ lượng nhưng nhà đầu bốc đồng trước mắt cái này cùng ôn nhu chu đáo dính dáng ở chỗ nào đây dương thiền người sao lại tùy hứng như vậy hứa tiên than thở trầm giọng nói bạch tố trinh là tướng công của ta là người quan trọng với ta nhất người nếu quả thật xem ta làm bằng hữu nên để cho ta đoàn tụ cùng hắn nếu không ta sẽ không coi ngươi là bằng hữu nữa còn có thể chán ghét ngươi những lời nặng nề phía sau hứa tiên còn chưa nói ra dương thiền đã hoa hoa khóc lớn lên Hứa tiên, thật xin lỗi, ta cũng không muốn vậy, nhưng ta sợ ngươi nhìn thấy tướng công rồi sẽ không để ý đến ta nữa. Ta thật vất vả mới có được một người bằng hữu như ngươi đó. Dương Thiền đưa tay quệt nước mắt, khóc đến nỗi thở không ra hơi, nhìn đến làm tâm hứa tiên mềm nhũn. Được rồi, đừng khóc nữa, ta cho dù có gặp tướng công cũng sẽ không có không để ý tới ngươi mà. Hứa tiên an ủi Dương Thiền đang thương tâm khóc. Thật không, Dương Thiền lau nước mắt, không xác định hỏi cả người còn đang nấp nở một đôi mắt to đáng thương nhìn hứa tiên hứa tiên gật đầu bảo đảm nói thật được rồi người đáp ứng ta rồi nha dương thiền lần nữa chứng thực thấy hứa tiên lại gật đầu lúc này mới yên lòng có điều dương thiền tại sao ngươi luôn lôi kéo ta không buông vậy đừng hiểu lầm ta không phải là ghét bỏ ngươi mà là có chút không hiểu ta chỉ là một phàm nhân không có gì đặc biệt hứa tiên nói đoạn đầu mặt Dương Tiền liền biến sắc thiếu chút nữa lại muốn khóc lên. Nghe câu kế tiếp, nàng lúc này mới bình tĩnh lại. Hứa Tiên, ta cũng không biết tại sao luôn muốn ở cùng ngươi. Có lẽ là bởi vì mùi trên người ngươi rất dễ chịu. Dương Tiền nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói. Mùi, Hứa Tiên giơ tay lên hít hít người mình, nghi ngờ nói, trên người ta không có mùi gì mà. Không phải mùi trên người, mà là mùi vị phát ra của hồn phách. Dương Tiền nói xong sắp tới hít hà, hí mắt nói, thật sự rất dễ chịu nha, hì hì. Đối với đáp án của Dương Tiền, hứa tiên không cách nào hiểu nổi. Vậy đi thôi, dẫn ta đi gặp Tiểu Bạch đi, trong lòng chợt nhớ tới Bạch Tố Trinh. Được rồi, chúng ta đi, Dương Tiền miễn cưỡng đáp ứng. Cuối cùng, Dương Tiền nhảy lên mây hồng của nàng mang theo hứa tiên bay về hướng núi Thanh Thành. Đỉnh núi Thanh Thành giờ phút này cắt bụi mù mịt, nhị lang thần đang cùng Bạch Tố Trinh đánh nhau. Tiểu Thanh ở một bên híp mắt, nhìn mà kinh hồn táng đảm. Rất rõ ràng, nhị lang thần chiêu nào cũng đều hướng trên mặt Bạch Tố Trinh mà chào hỏi. Đang đánh rất kịch liệt, bỗng nhiên nhị lang thần dừng lại trường kích, ngẩng đầu nhìn về trời không, nhíu mày. Bạch Tố Trinh cũng dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đám mây hồng rất nhanh xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Bạch Tố Trinh trong mắt hiện lên ánh sáng, tung người muốn bay lên. Chạy đi đâu, nhị lang thần vung trường kích, ngăn cản bạch tố trinh. Nhị ca, dương thiền ở giữa không trung hô to, tường vân hạ xuống, hứa tiên liền chạy về phía bạch tố trinh. Nhị lang thần thấy thế, khẽ giật giật khóe miệng, thu hồi trường kích đứng qua một bên. Tiểu bạch, huynh không sao chứ, hứa tiên nhìn bạch tố trinh cả người bị thương, đau lòng không thôi. Vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt bạch tố trinh, chỉ là mấy ngày không thấy, lại giống như đã qua thật lâu rồi. Hứa tiên hiểu được, người trước mắt này, đã khắc vào trong xương tủy của mình, không cách nào quên đi được. Nàng không có chuyện gì là tốt rồi, Bạch Tố Trinh cầm tay hứa tiên, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Dương Tiền nhìn một màn này, khó chịu quay đầu sang một bên. Nhị lang thần nhỏ giọng hỏi, không phải đã bảo muội đừng mang nàng tới rồi sao? Không mang theo nàng, nàng sẽ không để ý tới muội nữa, muội mới không muốn vậy đâu. Dương Tiền tức giận nói. Nhị lang thần hết chỗ nói rồi. Là Dương Tiền đã cứu ta. Hứa Tiên nói với Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh quay đầu nhìn về phía Dương Tiền, gật đầu nói, Dương cô nương, cảm ơn ngươi đã cứu nương tử của ta. Không cần cảm ơn, Dương Tiền bĩu môi, khó chịu đáp một câu. Khủ khủ, nhị lang thần ho khan, nghiêm mặt nói, tìm các ngươi gây phiền toái chính là ngao thương của long tộc sao tiểu bạch xá ngươi bây giờ còn chưa đủ khả năng bảo vệ hứa tiên đâu. Cho nên, tiếp tục đi. Bạch Tố Trinh mắt lạnh nhìn về phía nhị lang thần, nhị lang thần hừ nhẹ một tiếng, khinh bỉ nhìn trở về. Hứa tiên lo lắng muốn mở miệng nói gì đó, song Bạch Tố Trinh lại nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù lời của nhị lang thần làm cho người ta rất không thoải mái, nhưng lời này cũng là sự thật. Hắn bây giờ, quả thật còn chưa đủ mạnh lần này hứa tiên bị cướp đi khiến hắn vô cùng tức giận cũng biết được thực lực của mình còn chưa đủ tiếp tục bạch tố trinh nắm chặt tay hứa tiên ý bảo hứa tiên không cần lo lắng hứa tiên đừng sợ bổn thần xuất thủ luôn có chừng mực nhị lang thần lộ ra nụ cười mê người hướng hứa tiên nói tnn e sợ cái chừng mực của anh đó bằng vâng nhị lang chân quân đương nhiên là không tầm thường rồi hứa tiên cười cười phụ họa nói lão công nhà mình còn phải dựa vào người ta mà, nói chút lời hữu ích cũng không thừa đâu. Đó là dĩ nhiên, nhị lang thần mỉm cười gật đầu, lông mày cũng cong cong nói, người cùng dương tiền đi chơi hoặc là ở bên cạnh nhìn cũng được. Đi chơi đi, trời tối rồi trở về, Bạch Tố Trinh nói với hứa tiên. Hứa tiên do dự, cuối cùng vẫn nghe lời Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh luôn rất kiêu ngạo, nàng đương nhiên hiểu ý của hắn. Vậy ta buổi tối sẽ trở lại hứa tiên nắm chặt tay Bạch Tố Trinh, một mình huynh phải. Chấm ngoặc kép, phải như thế nào đây? Tự bảo trọng, hình như không đúng lắm, giờ phút này thật giống như nói cái gì cũng không phải. Bạch Tố Trinh khẽ mỉm cười, hiện giờ thấy nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Dừng một chút, lực đạo Bạch Tố Trinh nắm tay hứa tiên tăng lên, giống như nói với hứa tiên, lại như nói với chính mình, sẽ không để nàng gặp phải nguy hiểm lần nữa. Giọng nói rất nhẹ, nhưng rất kiên quyết dứt khoát, Hứa Tiên trong lòng ấm áp, nắm chặt tay Bạch Tố Trinh, cũng kiên định như vậy thấp giọng nói, ta tin tưởng huynh. Cứ như vậy, Dương Tiền Cao Hưng kéo Hứa Tiên lên cưỡi mây bay đi, để lại Bạch Tố Trinh cùng Nhị Lang Thần tiếp tục. Hứa Tiên, ngươi đừng lo lắng nữa, Nhị Ca biết có chừng mực mà, hơn nữa đây là lần đầu tiên ta thấy Nhị Ca quan tâm chỉ điểm một người như vậy đó. Dương Tiền nhìn Hứa Tiên hồn vía lên mây, đành lên tiếng an ủi. Ừ. Hứa Tiên không yên lòng gật đầu. Hứa Tiên mùi trên người ngươi càng ngày càng thơm nha. Dương Tiền dựa sát vào Hứa Tiên đưa mũi hít hít, cười hì hì nói. Hứa Tiên cũng khịt khịt hít, song không ngửi được trên người mình có mùi vị kỳ lạ gì. Cũng không biết Dương Tiền rốt cuộc là làm sao nữa. Chúng ta đi đâu chơi bây giờ? Dương Tiền nghiêng đầu suy tư. Di, đây là ai? Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có người cản đường, Dương Tiền nghi hoặc hô ra tiếng. Hứa tiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy tiểu long nữ ngao thanh đang lôi kéo tiểu dết bay ở phía trước. Sư phụ, hai người chăm miệng một lời gọi, bay đến trước mặt hứa tiên. Là các ngươi à, hứa tiên nhìn thấy, trên mặt lộ ra nụ cười, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư phụ không sao là tốt rồi, làm bọn con lo muốn chết. Tiểu dết chăm chú nhìn hứa tiên. Sư phụ, lão nam nhân ngao thương kia có làm gì người không? Con trở về liền từ hôn hắn người xấu xa như vậy con mới không gả cho hắn đâu. Ngao Thanh cũng mở miệng. Ta không sao, là Dương Thiền đã cứu ta. Hứa tiên mỉm cười lắc đầu, sau đó chỉ chỉ Dương Thiền bên cạnh. Đa tạ vị cô nương này đã cứu sư phụ ta. Tiểu dết cùng Ngao Thanh hướng Dương Thiền hành lễ. Không cần, không cần. Dương Thiền vẫn còn có chút ngượng ngùng, liên tục khoát tay, gương mặt xinh đẹp nổi lên một tầng màu hồng. Sư công chồng của sư phụ vẫn rất lo lắng cho người đó cả ngày sắc mặt lúc nào cũng vô cùng đáng sợ tiểu dết vỗ vỗ ngực lòng vẫn còn sợ hãi nói hiện tại người không có chuyện gì là tốt rồi chúng con phải mau mau đi tìm sư công đây ta đã gặp huynh ấy rồi huynh ấy bây giờ đang ở trên núi thanh thành tu luyện hứa tiên nghe tiểu dết nói không khỏi tưởng tượng đến bộ dạng lòng như lửa đốt của tiểu bạch sau khi biết mình mất tích a à, vậy thì tốt quá sư công như vậy chúng con thế nào cũng chịu không nổi a à tiểu dết thở dài mở miệng. Hiện tại không có chuyện gì nữa, chúng ta đi chơi đi, Dương Thiền ba câu không tách được chuyện đi chơi. Hai người các ngươi trở về nói cho tỷ tỷ ta biết một tiếng, ta cùng tiểu bạch có việc, tạm thời không trở về, bảo tỷ ấy đừng lo lắng. Hứa tiên phân phó tiểu dết trở về báo tin. Dạ, sư phụ, vậy chúng con muốn tìm người thì tới núi Thanh Thành sao? Tiểu dết gật đầu đáp ứng rồi hỏi. Ừ, hứa tiên nói, nhìn tiểu rết cùng ngao thanh rời đi hứa tiên mới thu hồi ánh mắt hứa tiên ta dạy cho ngươi thuật đằng vân nha dương tiền có chút lấy lòng hỏi hứa tiên ngẩn người bỗng nhiên thân thể thẳng tắp quay đầu nhìn về phía dương tiền hai mắt sáng lên đưa tay cầm thật chặt tay dương tiền nói dương tiền dạy ta pháp thuật có được hay không ta cũng phải nhanh chóng mạnh lên mới được dương tiền sửng sốt sau đó cao hứng gật đầu được được ta dạy cho ngươi pháp thuật vậy ta đây có phải chính là sư phụ của ngươi hay không? Hứa tiên cũng sững sờ, rồi gật đầu, ừ, đúng là như vậy, không sai. Wow, thật là quá tốt, ta cũng có đồ đệ rồi. Dương tiền cao hứng mặt mày hớn hở, lôi kéo hứa tiên liền bay đi thật nhanh, trong miệng còn nói thầm, ta sẽ đem toàn bộ dạy cho ngươi, biến ngươi thành cực kỳ lợi hại. Sau này nếu tướng công của ngươi khi dễ ngươi, thì không cần ta cùng nhị ca xuất thủ, chỉ một mình ngươi cũng có thể đánh hắn răng rơi đầy đất rồi. Hứa tiên nghe được Dương Tiền nói thầm mà giờ khóc giờ cười. Mục đích nàng muốn học pháp thuật không phải là cái này, mà là muốn trở nên mạnh mẽ, không vướng chân tiểu bạch, không để cho tiểu bạch lo lắng cho mình. Bất kể như thế nào, hứa tiên từ từ bắt đầu con đường tu luyện của nàng. Dương Tiền lấy cái lý do quang minh tránh đại này, liền không để cho hứa tiên đi núi thanh thành gặp tiểu bạch nữa lấy lời hay ý đẹp là vì phải cố gắng tu luyện, lòng không tạp niệm mới có thể chuyên tâm, làm ít mà được nhiều. Cho nên Dương Tiền liền để cho nhị lang thần truyền cáo với Bạch Tố Trinh một tiếng là hứa tiên đang bận rộn tu luyện. Mặc dù nhị lang thần cùng Dương Tiền bị tình nghi là chia rẽ hai vợ chồng người ta, nhưng lại đều thật tình chỉ điểm cho hai người. Dương Tiền dạy rất nhiệt tình, hứa tiên cũng dụng tâm học, tu vi nhanh chóng tinh tiến. Mà nhị lang thần thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, mặt mày hớn hở nói tới tiến bộ của Bạch Tố Trinh. Những lúc đó Hứa Tiên sẽ nói một lèo các loại lời hay ý đẹp, nào là sao không nhìn một chút xem là do ai chỉ điểm, đổi lại người khác chỉ điểm có thể có hiệu quả như thế này sao. Nhị Lang Thần bình thường đều rất bình tĩnh nghe những lời này, chẳng qua sau khi nghe xong, lại hăng máu gà tiếp tục bay đi núi Thanh Thành. TNN, ha anh này ưa nịnh a. À. Cuộc sống từng ngày trôi qua, Hứa Tiên đã học xong không ít pháp thuật thuật đằng vân cũng luyện được bảy tám phần, chẳng qua là chưa thuần thục, bay thì run lẩy dày, nhìn tới làm cho Dương Thiền lo lắng không thôi. Hôm nay, nơi Dương Thiền ở có khách đến, mà người này chính là Văn Khúc Tinh Quân. Hắc, Văn Khúc Tinh Quân, huynh làm sao lại tìm đến chỗ muội chơi vậy? Dương Thiền trong lòng rất là kinh ngạc vì Văn Khúc Tinh Quân đến. Phải biết rằng Văn Khúc Tinh Quân trời xanh tính tình đạm bạc, không thích cùng người khác chơi đùa, bình thường đều ở cung điện của mình lật qua lật lại mấy cuốn sách. Đây là lần đầu tiên văn khúc tinh quân tới tìm nàng. Ha ha, không có gì, muội không phải thích rượu hoa đào hay sao? Mấy ngày hôm trước văn xương tinh vừa đưa ta mấy bình, ta không thích lắm. Nhớ tới muội thích, nên đưa tới cho muội. Văn khúc tinh quân nói xong, vươn tay, trên tay trống rỗng liền xuất hiện một cái khay, phía trên bầy hai bầu rượu. Văn xương tinh, nói nhảm, ngươi là tên khốn kiếp, đoạt rượu hoa đào của ta a còng a còng dương thiền vừa thấy cao hứng nghênh đón ôm hai chai rượu cười nói văn khúc tinh quân huynh thật tốt văn khúc tinh quân mỉm cười quay đầu nhìn về phía hứa tiên hứa tiên có chút lúng túng gật đầu văn khúc tinh quân chào ngài chỉ không gặp một thời gian tu vi của ngươi rất có tiến bộ đó văn khúc tinh quân cười ôn nhuận như ngọc là dương thiền sư phụ dạy tốt hứa tiên ngại ngùng cười cười. Dương Thiền không cho hứa tiên thêm từ sư phụ ở phía trước tên nàng, nói gọi sư phụ sẽ làm nàng cảm thấy không phải là bằng hữu Nhưng không gọi lại khiến nàng cảm thấy không có cảm giác làm sư phụ, cho nên liền biến thành Dương Thiền sư phụ. Văn Khúc Tinh Quân cười nói, cái tiểu nha đầu này cũng làm sư phụ người ta sao, mong không dạy hư học sinh là tốt rồi. Hừ, mới không phải đâu, Văn Khúc Tinh Quân huynh chớ xem thường người ta huynh nhìn hứa tiên bây giờ không phải là lợi hại hơn rất nhiều rồi sao dương thiền ở bên cạnh không vui khẽ mở miệng đúng vậy văn khúc tinh quân dương thiền sư phụ dạy rất tốt hứa tiên cũng cười vậy thì tốt rồi văn khúc tinh quân gật đầu huynh trước ngồi đi ta đi châm trà cho huynh thuận tiện cất kỹ hai bầu rượu này hắc hắc dương thiền cầm lấy rượu rồi đi vào trong nhà bỏ lại hứa tiên và văn khúc tinh quân hai người một mình ở chung một chỗ cái kia, văn khúc tinh quân, mời ngồi. Hứa tiên không quen cùng văn khúc tinh quân ở chung một chỗ. Văn khúc tinh ở trong nhận thức của nàng là một tồn tại đặc biệt. Cùng nhau ngồi đi, văn khúc tinh quân cười cười ôn hòa, ngồi xuống ghế đá ở bên cạnh, như lơ đãng hỏi, biết dùng thuật đằng vân chưa? Biết rồi, chẳng qua còn chưa thuần thục lắm, mỗi lần đều phải có dương thiền sư phụ ở bên cạnh nhìn. Hứa tiên có chút không tự nhiên trả lời. Không tồi, trong khoảng thời gian ngắn mà biết được tới vậy là tốt lắm rồi. Văn Khúc Tinh Quân nhẹ nhàng gật đầu, lại nói tiếp, đúng rồi, người đã học xong đằng vân thuật, ta liền cho ngươi một đám tường vân. Hứa tiên kinh ngạc khoát tay, tự tuyệt, vậy làm sao có thể? Lễ vật quý như thế ta không thể nhận được đâu. Không có gì quý trọng cả, đây là năm xưa ta luyện được. Vẫn tụ lại ở đây, người nếu không cần thì nó cũng không thể làm gì khác hơn là nhét vào trong xó rồi. Văn khúc tinh quân mỉm cười, tặng cho ngươi, nó còn có đất dụng võ. Này, chấm ngoặc kép, hứa tiên do dự. Gì, văn khúc tinh quân muốn đưa tường vân cho hứa tiên sao? Lấy ra xem một chút, nếu mà không đẹp thì đừng lấy. Ta kêu nhỉ ca luyện dùm là được. Dương thiền bưng trà chạy ra, gương mặt có chút phiếm hồng. Xem ra mới vừa rồi chạy vào lại đi uống trộm vài hớp rượu hoa đào rồi. Văn khúc tinh quân vung nhẹ tay lên, một đóa tường vân hồng phấn liền hiện ra. Không giống với màu sắc tường vân của Dương Tiền, đóa tường vân này màu sắc thanh tân trong sáng hơn một chút. Thật xinh đẹp, ha ha, rất thích hợp với hứa tiên. Nhận đi, nhận đi, cảm ơn huynh nhà văn khúc tinh quân, Dương Tiền tuyệt không khách khí, cười hì hì thu lấy. Hứa tiên thấy thế, ngựa ngùng hướng văn khúc tinh quân nói cảm ơn, đa tả văn khúc tinh quân. Tặng lễ vật quý trọng như vậy. Chuyện nhỏ thôi mà. Văn khúc tinh quân cười ôn hòa nhìn hứa tiên khoát tay. Một đóa tường vân mà thôi, chỉ cần nàng muốn, bất kỳ vật gì ta cũng sẽ hai tay dâng lên, bao gồm cả tánh mạng của ta. TNN, song song lại thêm một đóa hoa đào A còng A còng. Văn khúc tinh quân ngồi một chút liền rời đi. Dương tiền nhìn tường vân của hứa tiên cười hắc hắc không ngừng, thứ tốt đó, ngươi cất cho kỹ. Hứa tiên gật đầu, dương tiền cũng nói là đồ tốt, vậy mà văn khúc tinh quân lại nói là đồ hắn luyện chế năm xưa không quý hóa gì. Đây là tình huống quái gì vậy? Hứa tiên còn đang suy nghĩ không hiểu, thì nhị lang thần liền hiện ra. Tinh thần không có phấn chấn như thường ngày, nhị lang thần hôm nay bộ dạng có chút kỳ quái. Chờ nhị lang thần đến trước mặt bọn họ, hứa tiên mới thấy một bên mắt của nhị lang thần bị bầm đen. TNN, Ha Bạch Ca đã trả được thù mặt cười. Ha ha, tiểu bạch xa này không tệ, lại có thể gây thương tổn cho bổn thần. Nhị lang thần vô cùng tuấn mỹ, mặt mặc dù bị thương, nhưng tâm tình hình như vẫn rất tốt, có điều cũng là do bổn thần dậy mấy ngày nay mới có thể có kết quả tốt như thế. Dương Tiền rất là kinh ngạc nhìn hốc mắt bị bầm tím của nhị lang thần, đã bao lâu rồi không có thấy nhị ca nhà mình bị thương nha. Hứa tiên cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là cao hứng. Hứa tiên, đi đi, hắn ở bên ngoài chờ ngươi ta đã đáp ứng hắn chỉ cần thương tổn được ta liền cho các ngươi gặp mặt. Nhị lang thần hướng hứa tiên nói. Hứa tiên trong lòng cũng rất nhớ bạch tố trinh, nên hướng nhị lang thần hành lễ, cùng Dương tiền nói rõ, rồi liền bay ra ngoài. Dương Thiền vỉnh miệng, mặc dù không vui nhưng cũng không nói gì. Bay ra khỏi rừng trúc, hứa tiên thấy người mình ngày nhớ đêm mong. Cũng hiểu tại sao nhị lang thần lại bị thương, so ra bạch tố trinh bị thương lại càng nghiêm trọng toàn thân cao thấp cơ hồ không có một chỗ nào lành lặn. Tiểu Bạch, hứa tiên chạy đến, đau lòng thấp giọng hô lên. Ta không sao, Bạch Tố Trinh một tay kéo hứa tiên vào trong ngực. Dựa vào lồng ngực quen thuộc, nước mắt hứa tiên thiếu chút nữa chảy xuống. Dương cô nương, đa tạ ngươi chiếu cố tốt nương tử của ta. Bạch Tố Trinh hướng vào trong rừng trúc bỏ lại những lời này, rồi liền ôm hứa tiên trực tiếp bay đi. Dương Thiền ở trong rừng trúc tức giận dậm chân, muốn đuổi theo, nhị lang thần lại giữ nàng lại được rồi tiểu muội người ta dù sao cũng là vợ chồng muội cứ muốn chiếm cứ hứa tiên còn ra thể thống gì nữa chứ dương tiền không phục nói thầm nhị ca huynh không biết xấu hổ còn nói muội huynh không phải là chiếm cứ phu quân người ta không tha sao chứ ta chỉ là luyến tiếp tài năng còn muội là hồ nháo nhị lang thần bất đắc dĩ nói muội cũng luyến tiếp tài năng a à. muội dạy cho hứa tiên rất nhiều pháp thuật đó dương thiền không phục phản bác vâng vâng muội là luyến tiếc tài năng nhị lang thần bất đắc dĩ phụ hỏa bỗng nhiên nhớ tới cái gì hỏi nói đi cũng phải nói lại tại sao muội vừa thấy hứa tiên liền dính như sam thế nhị lang thần hỏi vấn đề mà mình sớm thấy kỳ quái lâu nay mùi vị trên người nàng rất dễ chịu dương tiền nói câu này lại sợ nhị lang thần nghe không hiểu liền bổ sung mùi vị hồn phách của nàng rất dễ chịu nhị lang thần nghe xong ngẩn người nhưng ngay sau đó cao mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Dương Thiền cảm thấy nhàm chán, trở về phòng uống rượu, thuận tiện nghĩ lúc nào nên đi tìm hứa tiên. Bạch Tố Trinh mang theo hứa tiên trực tiếp trở về động phủ núi Thanh Thành. Tiểu Thanh đã sớm đợi ở đây, thấy hai người trở về, trên mặt Tiểu Thanh lộ ra nụ cười nganh đón. Đại ca, hứa tiên, hai người đã trở lại. Ừ, Tiểu Thanh, hứa tiên thấy Tiểu Thanh cũng cảm thấy rất là thân thiết. Bạch Tố Trinh đáp xuống đất nhưng không lên tiếng, sau khi để hứa tiên xuống, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Bạch, hứa tiên kinh hoàng hô lên. Không sao, Bạch Tố Trinh lắc đầu, Tiểu Thanh lại giống như quen rồi nên không lạ, thuần thục lấy ra khăn lông, mang nước nóng sang. Nhìn Bạch Tố Trinh thuần thục chữa thương, hứa tiên trong lòng một trận chua sót. Nàng an tĩnh theo ở bên cạnh, nhìn Bạch Tố Trinh trị thương, một lúc lâu sau sắc mặt Bạch Tố Trinh dần dần tốt lên hứa tiên mới yên lòng. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, hứa tiên nhìn Bạch Tố Trinh mở mắt. Đói bụng sao, Bạch Tố Trinh khẽ mỉm cười, nhìn tới làm hứa tiên sửng sốt. Tiểu Bạch, thật ra thì huynh cười lên nhìn rất đẹp. Hứa tiên không đứng đắn cười hì hì nói. Bạch Tố Trinh ngẩn người, đưa tay ôm chầm hứa tiên, kéo nàng ngồi lên đùi mình. Giống như rất tự nhiên, hứa tiên cúi đầu hôn lên trán Bạch Tố Trinh, sau đó từ từ rời xuống. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng đưa môi lên, một cỗ mùi vị thanh tân nhàn nhạt xâm nhập khoang miệng hứa tiên. Hứa tiên hai mắt nhắm nghiền, từ từ đắm chìm trong ôn nhu này. Tiểu thanh bưng thức ăn đứng ở cửa thấy một màn như vậy, cười trộm lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, hứa tiên trông eo đau nhức, một hồi lâu mới bỏ xuống giường. Rằng co hơn nửa đêm, hứa tiên liếc mắt nhìn tiểu bạch thần thanh khí sảng bên cạnh một cái, trong lòng đau đớn, này giống người hôm qua vừa bị trọng thương sao. Ban ngày, hứa tiên mới có cơ hội đánh giá động phủ của Bạch Tố Trinh. Chỉ hai chữ, đơn giản, động phủ này bày biện vô cùng đơn giản, giường đá, bàn đá, ghế đá, ngoài ra không còn gì khác. Đúng là phong cách Bạch Tố Trinh. Những ngày kế tiếp liền đơn giản hơn rất nhiều, chỉ tu luyện và tu luyện, sau đó còn tiếp đãi một vài người không mời mà đến. Tỷ như Dương Thiền, tỷ như Nhị Lang Thần nhị lang thần mỗi lần tới, đều cùng Bạch Tố Trinh đánh đến thiên hôn địa ám. Mà Dương Tiền mỗi lần tới đều chiếm cứ hứa tiên không tha, ngoài mặt nói là dạy hứa tiên pháp thuật, song trên thực tế là tách hứa tiên cùng Bạch Tố Trinh ra. Tiểu dết cùng Ngao Thanh cũng thường xuyên đến, hai người mỗi lần tới đều mang theo một đống đồ lớn, nào thức ăn, đồ dùng, quần áo, rất nhanh đem động phủ đơn giản của Bạch Tố Trinh sắp xếp lại đầy đủ hơn. Sư phụ, tại sao con lại cảm thấy Dương Thiền sư phụ đối với người thái độ thật quỷ dị? Tiểu dết vừa nhai nhai mứt mới mua vừa nhìn hứa tiên bên cạnh nhỏ giọng nói. Tướng công của sư phụ hắn phải gọi là sư công, nhưng sư phụ của sư phụ cũng là gọi là sư công. Ý nghĩa bất đồng, song chữ lại giống nhau. Mỗi lần hắn vừa gọi Bạch Tố Trinh là sư công, thì Dương Thiền liền hung hăng chừng hắn, làm cho hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất. TNN, sao chắp tay cầu nguyện sao đừng như ta đang nghĩ nha run run, ha hà, cái này sao, bởi vì Dương Thiền Sư Phụ vẫn không có bằng hiểu, cùng ta tương đối hợp ý, cho nên mới muốn chiếm lấy nhiều hơn một chút. Hứa tiên cười cười xấu hổ, giải thích qua loa. Tiểu dết nhìn trời, đau khổ suy tư, nói tham muốn giữ lấy. Có phải giống như con đối với Ngao Thanh hay không? Lúc nào con cũng cảm thấy Ngao Thanh chỉ có thể là của con mà thôi. Hứa tiên thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng nói cái này không giống nhau. Hoàn toàn bất đồng, đừng lấy ví dụ linh tinh. Nha, tiểu dết cái hiểu cái không gật đầu. Hứa tiên đầu đầy hắc tuyến, ban đầu may nhờ có mình vắt óc dậy dỗ mà tiểu dết biết phân biệt được đâu là yêu. Bằng không không biết tiểu dết này hôm nay còn sẽ nói ra lời hùng hồn như thế nào nữa. Sư phụ, đừng để ý cái đồ côn trùng mốc này, ăn cái này đi. Ngào thanh liếc tiểu dết một cái, đem thịt khô trong tay đưa cho hứa tiên. Hứa tiên híp mắt nhận lấy, thích thú ăn tiểu dết thình lình nói một câu, sư phụ, con chuẩn bị mang ngao thanh trở về gặp mặt cha con đó. Phốc, hứa tiên thiếu chút nữa đem thịt khô trong miệng phun ra. Kim bạt pháp vương, sư phụ, cha con nhất định sẽ thật cao hứng, tiểu dết hưng phấn nói. Hứa tiên vẫn đang suy nghĩ, có thể nuôi được một nhi tử cực phẩm như tiểu dết thì kim bạt pháp vương sẽ là nhân vật thần kỳ đến cỡ nào a à? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn